Công an tỉnh Bình Phước hiện nay đang khẩn trương phối hợp với công an huyện Đồng Phú để điều tra làm rõ vụ người đàn ông tử vong gần vườn điều bị cháy tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến, huyện Đồng Phú. Theo thông tin ban đầu, trưa ngày 28 tháng 1, anh TQV, 31 tuổi, ngụ huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, chạy xe máy vào vườn điều của gia đình tại ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến để đốt lá cây, dọn rác dưới vườn điều. Đến khoảng 16 giờ 30 phút, một người dân địa phương phát hiện anh V nằm úp mặt dưới đường tử vong, sát vườn điều và vườn cao su nên trình báo công an. Tại hiện trường, anh V tử vong trong tư thế nằm úp mặt xuống đường, dưới chân có vết bỏng, mặt có vết máu. Cạnh hiện trường, vườn điều của nhà anh V đã bị cháy khoảng hơn 400 m2 và lan sang các vườn cao su của người khác bên cạnh.